để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Chúng ta không được gọi để nên thánh. Tôi nhắc lại, chúng ta không được gọi để nên thánh, mà chúng ta được sinh ra để làm thánh. We was born to be sent, not called to be one. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa. Chúa thông minh sáng suốt vô cùng. Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa yêu mình. Đạo nào cũng tốt, không dám đâu. Đạo Công giáo không dạy cho chúng ta sống tốt. Mục đích của Đạo Công giáo và mục đích của con người sống trên thế giới này là để hiểu, để yêu và để phụng thờ Chúa. Và trong cái công việc phụng thờ Chúa đó, chúng ta sống tốt. Thì chúng ta bắt đầu nhá, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tạ ơn Chúa lại một lần nữa cho chúng con có cơ hội gặp nhau ở nơi đây, trong cái trang Facebook này, để chúng con cảm nhận được Chúa vẫn là tình yêu. Hôm nay Chủ nhật thứ hai mùa thường niên. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con biết giới thiệu Chúa cho mọi người. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Và đó là những tư tưởng mà con cũng muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành về tình yêu mỗi người chúng con. Và xin cho mọi sự chúng con làm đều làm sáng danh Chúa, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chào tất cả các bạn. Một lần nữa tôi lên một Martino Nguyễn Bá Thông. Con cũng xin chào tất cả các cha, nếu có các một số cha bên này. Con biết là có một số cha cũng hay theo dõi và nhắn tin riêng cho con và nói là thôi cha cứ tiếp tục làm. Cảm ơn các cha rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta trở về như thế này. Hôm nay tôi sẽ đọc với các bạn một số câu hỏi mà các bạn chuẩn bị tinh thần để trả lời nhé. Tôi đố các bạn trong một năm phục vụ của giáo hội, một năm phục vụ của giáo hội có bao nhiêu chủ nhật thường niên? Có bao nhiêu chủ nhật thường niên? Tôi đố các bạn trong một năm phục vụ của giáo hội có bao nhiêu chủ nhật mùa thường niên? Các bạn trả lời coi nào. Có 5 chủ nhật thường niên, 10 chủ nhật thường niên, 20 chủ nhật thường niên là như thế nào? Giờ đây xin các bạn ngưng chào cha, giờ là chúng ta tập trung vào giảng, không chào, không gì hết. Các bạn có thể trả lời câu hỏi của tôi và thảy bông, thảy tim, thảy đủ thứ hết. Bạn Nguyễn Kim Liên trả lời có 34, các bạn nào trả lời câu nào khác không? 34, bạn Lưu Hình Thức trả lời 34. Vâng, nó có 34 hay 33 tùy theo cái năm đó, nhưng nói chung 33 hay 34 đều được. Khi chúng ta có 33, 32 là sai rồi con, có 33 hoặc 34 nhé. Rồi. Trong 33 và 34 hoặc 34 đó thì được chia ra làm mấy lần? Mùa thường niên được chia ra làm mấy lần? Mùa thường niên được chia ra làm mấy lần? Mùa thường niên được chia ra làm mấy lần? Chia được 5 lần, 3 lần, 7 lần, 1 lần, 2 lần. Được chia ra làm bao nhiêu lần trong cuộc đời nào? Nên những lúc này, những lúc tôi giảng online như thế này, tôi muốn đặt câu hỏi để chúng ta cùng chia sẻ, bởi vì chúng ta đã học hỏi. Bạn Em Vi Phạm trả lời là 2. Bạn Toàn Nguyễn trả lời hai, câu trả lời là 2, có nghĩa là đúng rồi. Tức là lần thứ nhất là sau chờ mùa Giáng sinh, và lần thứ hai là sau. Bạn Lưu Hình Đức trả lời 3, sai tiệt rồi. và 3 lần giờ không có, chỉ có 2 lần mà thôi. Lần thứ nhất là sau chủ nhật, sau lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa là bắt đầu mùa thường niên. Và lần thứ hai là sau khi mùa phục sinh, nhá, mùa phục sinh. Thì có hai mùa thường niên như vậy. Rồi bây giờ tôi đặt câu hỏi với các bạn nè. Tôi đặt câu hỏi với các bạn. Thì giáo hội nói về mùa thường niên, thì đối với cá nhân của các bạn hiểu chữ thường niên là thế nào? Chẳng hạn Mỹ nó dùng cái chữ là ordinary times, có nghĩa là mình trở về bình thường, mình không phải lo gì hết, mình không phải sống tốt, mình không phải đi lễ, đi lại, không phải mừng nữa hay sao? Đối với cá nhân của bạn, thường niên có nghĩa là gì? Đối với cá nhân của bạn, thường niên có nghĩa là gì? What does it mean to you when the church declared us ordinary times? Đối với cá nhân của bạn, thường niên có nghĩa là gì? Bạn trả lời thì coi. Đối với cái ở đây không có đúng hay sai nhé. Mùa thường niên là mùa quanh năm. Dạ đúng rồi, là mùa quanh năm. Ủa, vậy chứ mùa khác không phải là mùa quanh năm à? Bạn Lưu Hình Đức trả lời là đặc biệt, không đặc biệt. Đối với cá nhân của bạn, mùa thường niên có nghĩa là gì? Tại sao gọi là mùa thường niên? Mùa ordinary có nghĩa là tiếng Mỹ thì mình nói là dạ biết rồi, mùa thường niên là mùa quanh năm, nhưng mà nó đối với cá nhân của bạn nó có nghĩa là gì? Không đặc biệt.
Vậy có nghĩa là mình, và chúng ta nhớ là hai mùa thường niên đi sau mùa phục sinh và mùa Giáng sinh. Vậy có nghĩa là những gì chúng ta ăn mừng ngày phục sinh và Giáng sinh, mừng Chúa xuống, mừng Chúa chết, mừng Chúa sống lại, sau khi đó mình trở lại bình thường, mình không phải là không phải lễ lạy, không phải gì hết à? Theo các bạn, theo các bạn, đây không có đúng có sai. Tôi đặt câu hỏi với các bạn là theo như các bạn thì mùa thường niên đối với bạn, đối với cá nhân của bạn nó có nghĩa là gì? Đối với cá nhân bạn có nghĩa là gì? Không phải CEO là sao ạ? Mình không hiểu chứ CEO là nó thường xảy ra trong năm. Bây giờ biết rồi, em biết là mùa thường niên xảy ra trong năm. Là chủ nhật thường, dạ vâng rồi, là thường ngày em biết rồi. Nhưng mà đối với cá nhân của bạn đó là không có bị bắt buộc. Bạn Mỹ Dung bảo là không bị bắt buộc, tức là mình không mừng gì hết, mình trở lại thường hả? Thôi thì bây giờ như vậy, thôi các bạn ngưng không trả lời nữa, tí xíu mình sẽ hỏi câu kế tiếp nhá. Tí tiếp mình sẽ trả lời tiếp. Đối với cá nhân của mình nhá, đối với cá nhân của mình, bởi vì mùa thường niên đi ngay sau mùa Giáng sinh và mùa phục sinh, có nghĩa là chúng ta cần phải trở về với đời thường. Mùa Giáng sinh là mùa phục sinh, là chúng ta nhiều lễ lạy và mừng này nọ, mừng lễ lạy và này nọ, cho nên chúng ta phải trở về với đời thường và sống cái lễ chúng ta mừng đó. Chẳng hạn ở nước Mỹ chúng ta mừng lễ July 4 là ngày lễ độc lập. Vậy chẳng lẽ một năm chỉ có một ngày độc lập thế sao? Không, mình mừng cái ngày lễ độc lập của July 4, nhưng mà tất cả những ngày khác là mình đang sống cái độc lập đó. Cho nên đối với cái nhìn của cá nhân tôi dùng cho riêng mình, là mùa mà chúng ta ngay sau mùa phục sinh, mùa Giáng sinh, là chúng ta lấy cái ân sủng của Giáng sinh của Thiên Chúa xuống thế làm người, và chúng ta phải sống. Bởi vì chúng ta nhớ mùa phục Giáng sinh ends bằng cái lễ Chúa hiển linh và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cho nên chúng ta phải sống cái ơn gọi của hiển linh đó, của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đó là cái nhìn của tôi. Tôi nói ở đây không có đúng hay sai, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn cái góc nhìn của tôi, là mình phải sống cái ơn gọi mà nhập thể của Thiên Chúa đó. Tức là không phải mình chỉ có suốt ngày lễ lại tùng sen rồi ca hát em đó là lá chúa sinh ra đời, không không, mình không như vậy nữa. Mình vẫn, nhưng mà mình phải sống nó, chứ mình không phải chỉ là một cái tiệc mừng. Cũng giống như vậy, cái hôn nhân thì chúng ta có ngày lễ cưới này nọ, nhưng mà ngày nào cũng lễ cưới đâu có được. Lễ cưới xong và mỗi ngày còn lại nó gọi là ngày thường, có nghĩa là chúng ta phải sống cái ơn gọi của đời vợ chồng. Rồi sau mùa phục sinh cũng thế, chúng ta trở lại với mùa thường niên thứ hai, vòng thứ hai của mùa thường niên. Nó giúp chúng ta cái gì? Nó giúp chúng ta một lần nữa sống cái ơn gọi của Thiên Chúa, đau khổ, chịu chết, đóng đinh và sống lại. Các bạn hiểu tôi nói không? Một lần nữa tới linh mục Martino Nguyễn Bá Thông, thuộc giáo xứ San Boniface, giáo phận Savannah của tiểu bang Georgia, đến trực tiếp với các bạn từ văn phòng của tôi, thuộc Savannah, vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần, chương trình live show sống đạo vào lúc 10 giờ tối giờ Hoa Kỳ Eastern Time, có nghĩa là 10 giờ sáng giờ Việt Nam. Một lần nữa tôi nhắc lại với các bạn, đó là cái suy tư và cái đời sống tôi. Khi mỗi khi giáo hội đặt ra cái gì, tôi hay đặt ra cái đó có ý nghĩa gì với tôi, chứ tôi không thích theo một cái đám đông để rồi cái điều đó nó không có ý nghĩa gì với tôi. Nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn có thể áp dụng trong đời sống của mình. Vậy trong mùa thường niên vòng thứ nhất này chúng ta sống như thế nào? Chúng ta sống như thế nào? Tôi xin các đưa các bạn trở về với bài tin mừng hôm nay, và xin lỗi với các bài đọc của ngày hôm nay. Các bạn đợi tôi mở bài đọc lên một tí xíu. Thứ nhất, chúng ta phải sống trong ân sủng, là bởi vì chúng ta đã được được ở tiếng Mỹ nó dùng cái chữ, họ dùng cái chữ là sanctify. Các bạn đợi tới bài đọc 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. To you who have been sanctified in Jesus Christ, called to be holy. Để coi tiếng Việt họ dịch là sao. Anh được kêu gọi để nên thánh, là một những người được thánh hóa trong Đức Giêsu Kitô, và chúng ta được kêu gọi để nên thánh. Cho nên cái chữ ở đây chúng ta nhớ, cái chữ kêu gọi để nên thánh là có một lần tôi nhắc nhở, thực sự thánh mình không có nên, bởi vì mình đã được sinh ra và làm thánh, mình đã được thánh hóa trong Chúa rồi, cho nên mình trở về với cái ơn gọi làm thánh đó, bởi vì Chúa đã thánh hóa rồi. Chứ nên thánh tự mình không thể nên thánh được, mình đã được thánh hóa bởi Thiên Chúa để mang mình trở về với cái căn tính của mình là làm thánh. Và làm thánh thì phải làm gì?
Đó, phải sống cuộc đời này. Người ta bảo trên cuộc đời này các bạn biết có ai còn đang sống mà người ta gọi là thánh, là thánh đâu. Bởi vì còn sống là còn tội, khi nào chết rồi giáo hội còn cho 5 năm sau mới được phong thánh. Đó. Rồi, mình sống ơn gọi của Chúa Giêsu như thế nào? Mình sống ơn gọi của mùa thường niên trong cái mùa Emmanuel Chúa cùng chúng ta như thế nào? Nếu các bạn để ý ngày hôm nay tin mừng của Gioan, Gioan nói thấy Thiên Chúa đang về phía mình, thì Gioan chỉ liền với Chúa và nói: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. À, đối với các bạn ngày hôm nay thì nó hơi dễ hiểu, nhưng mà đối với người Do Thái ngày xưa cái này hơi khó đó. À, cái này tại vì họ sẽ không có hiểu lầm, họ sẽ rất dễ hiểu lầm. À, hiểu lầm giống như bài giảng tình dục thì rất sướng của tôi đấy, nhưng mà họ rất là dễ hiểu lầm. Chúng ta phải hiểu được cái lịch sử của người Do Thái, chúng ta phải biết đặt cái hoàn cảnh vô đó thì chúng ta mới không hiểu lầm. Cái hoàn cảnh là gì? Nếu chúng ta, các bạn đọc trong truyền thống của người Do Thái, trong sách Xuất Hành chương 29 câu 38 tới 42, thì mỗi ngày vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối, các tư tế trong đền thờ đều phải sát tế một con chiên, một con chiên dưới một tuổi để làm lễ đền tội cho dân chúng. À, chúng ta nhắc lại, mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều các tư tế trong đền thờ còn phải giết một con chiên buổi sáng và một con chiên buổi chiều dưới một tuổi để đền tội cho dân chúng. Cho nên tội của dân chúng bây giờ đều đổ hết lên đầu của con chiên, con chiên the lamb, và con chiên đó phải gánh hết cái tội của ngày hôm đó của người dân, để cho người dân chúng được khỏi tội trước mặt Thiên Chúa. Thì giờ đây trong cái giao ước mới, không còn phải là một con chiên mà là con của Thiên Chúa. Đó là một cái danh từ rất mới mẻ mà không nhiều người hiểu được trong cái thời của Gioan. Khi Gioan nói như vậy thôi, chắc chắn mọi người sẽ giật mình: ủa, đây chiên Thiên Chúa đây nó rất tội trần gian. Mọi người sẽ nhìn vào nó: ủa, ông này sẽ bây giờ đi chết cho mấy con chiên à? Thế cho mấy con chiên à? Bởi vì họ chưa nghe cái từ này bao giờ. Họ biết là các con chiên phải chịu hiến tế mỗi ngày hai lần, có nghĩa là chiều hôm nay sẽ hiến tế ông này hay sao? Các bạn hiểu tôi nói. Cho nên họ rất ngạc nhiên: đây chiên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian. Các bạn có nhớ trong trong khi cái gì quên rồi, trong trong thánh lễ chúng ta vẫn đưa mình và máu thánh Chúa lên và mình nói như vậy. Và cái chuyện để giết chiên, để hiến tế, để bôi máu, các bạn nhìn thấy trong sách Xuất Hành khi dân Do Thái vượt ra khỏi đất Ai Cập và này nọ nhiều lắm. Tôi không muốn nói. À, tiếng Việt dùng cái chữ tôi đọc ra đây trong đồng công .net, đó là cái chỗ mà tôi hay dùng để đọc bài đọc. Thì họ dùng, họ ghi là đấng xóa tội trần gian. À, nhưng mà nếu chúng ta đọc trong tiếng Latin, tôi không biết tiếng Hy Lạp nha, tôi biết Latimer, tiếng Latin, có nghĩa là toilet, có nghĩa là nhận lấy, mang lấy, vác lấy, mang vào mình, chứ không phải là xóa nha. Cái trong cái tiếng từ chữ toilet, T-O-L-L-I-T, ai đánh dùm chai một chữ đó, T-R-L-L-E, không, E-T, T-O-L-L-I-T, toilet, trong tiếng Latin có nghĩa là nhận lấy, mang vào mình, gánh lấy trong mình, vác lấy trong mình, nhận lấy trong mình, chứ không phải là xóa. Bởi vì cái tiếng xóa, tiếng Việt mình nó có vẻ nhẹ. Chẳng hạn như tôi xóa nợ cho anh, đúng không ạ? Hay là cái người đó họ đã xóa cái này, xóa cái kia cho anh. À, chúng ta ở Việt Nam thì đi xe bị cảnh sát giao thông bắt, quen biết cái người ta xóa cái tội đó đi, tức là dùng cái quyền để xóa cái tội của mình. Chúa không dùng cái quyền của Thiên Chúa để xóa cái tội trần gian, mà Chúa xuống thế làm người để chết, để gánh lấy cái tội trần gian. Và bởi vì Ngài gánh lấy cho nên trần gian được sạch tội, chứ không phải Chúa xóa đi bằng cái quyền của mình. Câu thi tứ nói là đấng gánh tội trần gian. Dạ vâng, cái chữ gánh thì nó đúng hơn. Đấng gánh tội trần gian đó là cái chữ mà chúng ta đọc trong trong thánh lễ, là đấng gánh tội trần gian. Nếu con nhớ không lầm, lâu lắm rồi không lầm lại tiếng Việt, nhưng mà trong kinh thánh họ vẫn dịch là đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Chúng ta đọc lại bài đọc của ngày hôm nay đi. À, đưa con coi, coi con đọc lại cái bài đọc nè. Hôm nay tức là bản chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam nè.
Đây chiên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian này, tôi đã nói về Ngài. Chứ xóa đó nó không mang được cái tư tưởng xóa cho chúng ta nhìn thấy một cái quyền và lấy dùng cái quyền đó để bỏ đi. Nhưng Thiên Chúa không như thế. Là con chiên như những con chiên bị hiến tế, Chúa xuống thế hiến tế chính thân mình để mang lấy, để mặc lấy, để chuốc vào mình cái tội của con người, để con người chúng ta được thoát khỏi tội lỗi. Và đó là lời giới thiệu của Gioan. Nói tới lời giới thiệu thì các bạn nè, chúng ta nhớ trong mỗi buổi tiệc hay này nọ, thế này chúng ta cũng có giới thiệu. Tôi xin trân trọng giới thiệu cha Vermont Trần Nguyễn Văn A thuộc giáo xứ này, hay là trọng kính quý đức cha, trọng kính. Tôi về Việt Nam tôi sợ nhất là cái trọng kính với lại xin kính, bởi vì tôi cứ thấy như thế này, tôi có một cái kính mà đi đâu ai cũng xin, không biết trả cho ai, mà cứ trọng kính với xin kính hết giờ. Giới thiệu ghê lắm, hoài lắm, thiếu một người là bực mình. Tên ở bên Mỹ này đi đám cưới, trời ơi, giới thiệu cả tên những người ở Việt Nam mà không có mặt, chứ không thôi quay video đưa về Việt Nam họ buồn. Giới thiệu, và mình giới thiệu người nào đó thì mình phải biết về người đó mình mới giới thiệu chứ. Còn nếu không thì mình chỉ lặng lẽ, ông Nguyễn Văn A chánh xứ Vườn Cầu, ông Nguyễn Văn B chánh xứ này nọ, ông Nguyễn Bác Thông chánh xứ này nọ, không biết gì hết. Gioan Tẩy Giả giới thiệu bằng một câu nói mà thế giới chưa bao giờ được nghe. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian. Thế giới ngạc nhiên về câu giới thiệu của ông. Ông nói đây, đây Giêsu Kitô, thằng là gì? Cousin của tôi, cousin là gì? Anh họ của tôi, em họ của tôi chứ. Em họ của tôi, đây, ông Giêsu, con ông Giuse, bà Maria, em họ của tôi, mọi người chào em họ của tôi tí. Không. Gioan Tẩy Giả hiểu rất rõ con người Chúa Giêsu là ai. Và ông đã mạnh dạn để giới thiệu Ngài với thế giới hôm xưa. Vậy, bạn và tôi ngày hôm nay, tôi với bạn biết Chúa Giêsu là ai? Nếu một người nào đó đặt câu hỏi với tôi về bạn, về Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi và bạn sẽ nói gì cho họ? Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Đức Kitô Ngài còn là người hay không? Và một chiếc bóng bên đường. Tôi không muốn hỏi bạn Chúa Giêsu Kitô giáo hội dạy Ngài là ai. Tôi đang muốn hỏi chính bạn và hỏi chính tôi. Đối với bạn, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai? Khi bạn thấy Ngài đang đến, khi bạn ra nơi công cộng khi ăn, bạn có mạnh dạn giới thiệu Ngài hay không? Vừa rồi tôi có đọc được một cái status của một cậu bé. Cậu gọi tôi là bố, nhưng mà thực sự tôi không có công nuôi dạy gì hết. Nhưng mà cậu nói thôi cho con gọi ông bố. Tôi thích đó là thạc sĩ Nguyễn Duy, Duy Nguyễn ở Việt Nam, mà chắc chúng ta nghe nhiều về anh. Là anh bị bệnh rất là nặng, nhưng mà anh vẫn cố gắng sống và sống rất là vui vẻ và tốt lành. Anh có viết trên Facebook của mình là vừa rồi anh đi một cái từ thiện với cả mấy trăm Phật tử á. Thế lúc giờ ăn rồi anh đi dạy trong chùa này nọ, những cái chuẩn để ngăn bạn những cái vấn đề các em bị lạm dụng tình dục đủ thứ ấy. Thì ngày hôm đó anh ăn cơm chay với tất cả những Phật tử, và anh là người duy nhất là Công giáo, và anh giơ tay lên anh làm dấu, và anh nói anh hãnh diện về điều đó. Anh nói có những thứ mình hòa đồng, nhưng có những thứ mình không thể hòa tan được, tức là mình vẫn phải giữ của mình. Và tôi chỉ comment lại trên cái Facebook của anh, bố rất hãnh diện về con. Vô ra hạnh diện rồi con. Đó là một cách anh tuyên xưng đức tin của mình, một cách anh đang giới thiệu về Thiên Chúa với những người chung quanh. Bởi vì anh biết, anh tin vô Thiên Chúa,
Có anh thì dạo này vừa rồi tôi về tôi có nói chuyện với Duy thì hai bố con ngồi nói chuyện. Thì Duy cứ nói là dạo này báo chí phỏng vấn con nhiều bố ơi. Cái mình nói ừ tốt. Thì Duy có kể với mình như vậy bố. Báo chí nào họ cũng hỏi với con cái câu đó là cái động lực nào. Tức là anh một tuần phải đi. Đúng ra bác sĩ bắt là mỗi tuần phải đi đi lọc thận 3 lần. Nhưng anh xin đi 2 lần để cho anh còn có thời giờ để phục vụ. Anh đi khắp nơi và dạy và này nọ. Tôi rất là cảm ơn anh. Anh nói là cái gì quên rồi. Anh bảo là tên nói gì tôi quên rồi. Và anh nói với tôi là báo chí họ phỏng vấn tôi nhiều lắm, con nhiều lắm. Nhưng mà cái nào thì câu cuối cùng người ta cũng hay hỏi là cái động lực nào đã thúc đẩy Duy có thể tiếp tục làm những cái này. Thì Duy cứ hay cười cười, Duy nói với tôi thì Duy nói con trả lời về là bố tôi nói anh cũng đâu dám đăng đâu, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Tôi biết là anh không dám đăng đâu, anh muốn biết động lực nào thúc đẩy tôi và cho tôi cái sức mạnh để làm không? Là Chúa Giêsu Kitô đó, là Thiên Chúa đó, đó là đức tin của tôi đó. Nhưng mà chắc chắn là anh, tôi biết là không dám đăng mà tôi vẫn trả lời cho anh, bởi vì tôi không thể thế một người khác vô, không ai thúc đẩy cho tôi cái động lực đó. Còn bạn và tôi thì sao? Mình giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người cuối cùng, lần cuối cùng là bao giờ? Mà đôi lúc mình không giới thiệu Chúa Kitô mà mình lại giới thiệu những cái tầm bay tầm bạn nữa. Cho nên hôm nay nhân tiện đây, tôi chính thức khởi một cái chương trình, một cái chương trình mà tôi đã ao ước ấp ủ từ rất lâu. Vừa rồi Đức Chắc Hạm qua bên Mỹ giảng về cho các linh mục, tính tâm cho các linh mục miền Đông Nam Hoa Kỳ. Tôi là chủ tịch miền. Tôi đã ao ước rất là lâu. Tôi muốn đối với Mỹ thì tôi đã có một cái chương trình và rất là thành công, đó là tôi gọi là Return, là giáo xứ tôi. Giống như tôi nói 2 năm rưỡi trước tôi về coi xứ, giáo xứ chưa tới 300 người, ngày hôm nay phải gần 900 người. Là cái chương trình trở về, có nghĩa là họ là người Công giáo, họ bỏ Công giáo, họ trở, và bây giờ chúng ta làm sao để đưa họ trở về. Nhưng đối với người Việt Nam thì cái số đó bắt đầu có nhưng mà nó ít. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì chúng ta đưa họ là những người không cùng tôn giáo và họ cảm nhận và yêu mến đạo Kitô giáo và trở về. Thì tôi nghiên cứu đọc nhiều, chả thấy cuốn sách nào mà nó hợp. Cuối cùng sau khi nói chuyện với một số anh em linh mục và đọc thì có một cuốn nó nhảy ra, đó là cuốn Đạo Yêu Thương, viết bởi Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm khi ngài còn là giám mục phụ tá của Sài Gòn. Bây giờ ngài đang là giám mục Vĩnh Long. Không phải giám mục Vĩnh Long, giám mục Mỹ Tho. Đây không phải là một cuốn sách giáo lý thôi các bạn. Đây là một cuốn sách để giới thiệu cho những người không biết Kitô giáo về đạo Thiên Chúa và về Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Và vừa rồi tôi đã mạnh dạn xin Đức Cha cho phép chúng tôi mua in. Và dĩ nhiên ở Việt Nam thì bản quyền đủ thứ, cho nên đã nhờ Sơ Hồng Quế bên chương trình chuyên đề và in cho chúng tôi 50.000 cuốn. Đã đem đi tặng 50.000 cuốn. Mỗi cuốn là trị giá 50 cent, 50 cent một cuốn Đạo Yêu Thương. Cho nên hôm nay tôi thách đố các bạn, tư tưởng của tôi là sẽ 20.000 cuốn là chính tôi sẽ đem về Mỹ để giáo dục và tặng bên này, và 30.000 cuốn sẽ tặng cho một địa phận mà đang đi hàng đầu trong việc truyền giáo, từ giám mục, linh mục, không phải chỉ có nói, không phải chỉ trên văn bản, mà họ đang sống mỗi ngày. Đó là địa phận Hưng Hóa. Cho nên hôm nay tôi thách đố các bạn, không thể ai nói với tôi là các bạn không cần, không có tiền để đồng hành với chương trình này. Cho nên tôi thách các bạn như vậy. Mỗi người mua cho tôi một cuốn và tặng một cuốn. Mỗi người mua một cuốn và tặng một cuốn. Trị giá hai cuốn các bạn mua là $1, có nghĩa là 23.000 Việt Nam đồng. Tại Việt Nam, bởi vì chúng tôi in hàng loạt cho nên Sơ Hồng Quế lấy giá gốc là 50.000 cuốn là 11.500. Các bạn có thể ghé quán mì Nhất Gia Ký ở số B2A đường Cửu Long, cư xá Bắc Hải, đường Bửu Long, cư xá Bắc Hải. B2A nằm đánh vào dùng điện thông. B2A đường Bửu Long, cư xá Bắc Hải. Các bạn mua một cuốn, và nếu các bạn muốn, các bạn có thể lấy cuốn thứ hai đem về tặng cho một người bạn của mình.
Nếu các bạn không muốn, chúng tôi sẽ tặng dùm cho các bạn. Và đừng ai nói với tôi là chúng ta không thể có tiền để chỉ về đây chiên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian. Các bạn chỉ ngưng cho tôi một ly cà phê thôi. Ngày hôm đó đừng đi uống cà phê với bạn, có đủ 23.000 rồi. Còn ở Mỹ, các bạn muốn mua cuốn này, các bạn lấy đâu, các bạn xin nhắn cho tôi trên trang sống đạo này, hay đánh vào đây địa chỉ của các bạn. Tôi sẽ gửi tới tận nhà cho các bạn ở bên Mỹ này. Nhưng mà phải sau tháng 2 mới có, bởi vì tôi phải về Việt Nam. Bạn Hoàng Thư Nữ, bạn muốn mua 100 cuốn, bạn có thể ghé qua Mỹ Nhất Gia Ký ở bên đó nhá. Hoặc là với bạn bên Mỹ thì xin các bạn vui lòng đánh cho tôi một lần nữa, tiệm Mỹ Nhất Gia Ký, có nghĩa là số 5, số B2A, đường Bửu Long. Các bạn ở Việt Nam có thể đến đó lấy và mua. Các bạn ở Mỹ xin vui lòng nhắn tin cho tôi trên đây, hoặc địa chỉ của mình, tôi sẽ gửi đến nhà cho các bạn. Bên cạnh với cái CD Mẹ Đời Ân Phúc nói về 4 tín điều Đức Mẹ mà giáo hội bắt chúng ta phải tìm. Bạn thân mến, chúng ta, ngay cả mỗi người chúng ta cùng một lúc, khi chúng ta giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người là đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, chúng ta trở về sống với đời thường của ordinary time, của năm bình thường, không có nghĩa là chúng ta trở nên tầm thường, mà trong cái đời thường đó là lúc chúng ta phải sống cái gì mà chúng ta đã celebrate, đã ăn mừng. Dạ được, ở Canada cũng được, xin vui lòng nhắn tin và số điện thoại cho có, và cái địa chỉ private message inbox, hay là ngay thẳng trên này con sẽ gửi, nhưng mà cuối tháng 2 con mới gửi được. Các bạn cần phải không phải trở về sống đời thường, mà các bạn cần phải sống cái đời thường nhưng không tầm thường, cái điều mà các bạn đã và đang vui mừng mà sống, đã ăn mừng, đó là lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh, lễ Chúa Hiển Linh và Chúa Giêsu chịu phép rửa. Bạn thân mến, trong cuộc đời của bạn và tôi, nếu nói mà truyền giáo, mà tôi đã nói cái ý thức đó là từ cái gì? Từ cái tư tưởng của cái tư tưởng truyền giáo là phải nằm trong mỗi người chúng ta, chứ không phải là của các linh mục. Thì đây là cơ hội của mỗi người chúng ta. Tôi ước rằng các bạn sẽ cho, để không những chỉ có 50.000 cuốn đầu tiên được in, mà lần kế tiếp tôi xin Đức Cha khảm để in sẽ là 100.000 cuốn, và chúng ta sẽ rải khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Bạn hiểu ý tôi muốn nói. Rồi sau cái kế tiếp, tôi sẽ xin cái kế tiếp là tôi sẽ cố gắng bắt đầu liên lạc và xin những cái khách sạn của Công giáo đó cho bỏ cuốn này trong cái hộp tủ của khách sạn. Chúng ta có trách nhiệm sống mùa thường nên nhưng không sống mùa thường nhưng không tầm thường. Mỗi cuộc đời của chúng ta vẫn có thể rao giảng về Chúa bằng cách này hay cách khác. Bạn thân mến, Chủ nhật thứ hai mùa thường niên, bắt đầu chính thức chúng ta trở về với đời thường. Nhưng xin các bạn đừng bao giờ sống tầm thường. Đừng bao giờ để cho sự thường của cuộc đời nó làm chủ cuộc đời chúng ta, khi chúng ta vừa mừng sinh nhật đấng tối cao, sinh nhật từ trên xuống dưới. Mừng sinh nhật của đấng mà Hàn Mặc Tử nói: xin hãy lặng im chớ nói nhiều, để nghe đáy nước dưới hồ reo, để nghe tơ liễu run trong gió, và để nghe trời trải nghĩa yêu. Và để nghe trời giải nghĩa yêu.
Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đã giải nghĩa yêu cho chúng ta. Vậy giờ đây đã đến lúc tôi và bạn cần phải mạnh dạn bước đi, cần phải giới thiệu cho mọi người đây chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian, tội của tôi và của bạn, và để cho họ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đang sống trong mỗi người chúng ta cho tới ngày chúng ta gặp nhau trên thiên đàng. Xin cho tất cả mọi điều chúng ta làm đều chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Nhờ đền Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chào tất cả các bạn. Một lần nữa tôi lên mục Martino Nguyễn Bá Thông thuộc giáo xứ San Boniface, giáo phận Savannah. Của tiểu bang Chúa Cha live với các bạn vào thường thường vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam. Giờ thứ bảy giờ tối giờ Hoa Kỳ. 10 là có nghĩa là 10 giờ sáng giờ Việt Nam. Các bạn đang coi cái này, xin các bạn vui lòng share để cho mọi người khác cùng có thể coi chung với chúng ta. Và đó là cái điều cách, một trong những cái cách chúng ta có thể sống và giới thiệu lời Chúa, giống lời Chúa cho mọi người. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta nhé. Rồi giờ này Cha sẵn sàng giải đáp một số câu hỏi dành cho những ai muốn, đặc biệt là những cái câu hỏi gì có liên quan cái gì hấp dẫn một tí xíu. Cha sẽ bỏ những cái câu hỏi mà nó không có liên quan lắm. Bạn Tina Trần, bạn vào trễ, tại sao các bạn đánh các địa chỉ lên trước hết vậy? Dạ, tí nữa bạn nghe lại thì bạn sẽ biết tại sao nhá. Làm nếu anh Thông muốn refresh là Control F5 hả? Đúng không? F5 thôi hả? F5 nó đâu được. What do I need to do? F5 là nó chỉ có đó thôi. Nó chỉ có cái đó thôi, phải control function F5 hả? Ok. Rồi nếu các bạn nào ôi trời ơi, có cái câu hỏi thật sự tôi chẳng lẽ tôi bực mình nữa. Tôi vừa mới giảng cả bài giảng xong, các bạn đánh lên hỏi: thưa Cha, làm Cha chỉ cho con cách nào để giới thiệu Thiên Chúa với những người bạn của con. Dạ thưa các bạn, cái việc đầu tiên để giới thiệu Thiên Chúa với người bạn của mình, nhưng hôm nay tôi chia sẻ là Gioan Tẩy Giả, thì cái việc đầu tiên là mình phải biết đó là ai. Không thôi mình lại giới thiệu: đây ông Giêsu cousin, anh họ của tôi. Không được. Gioan Tẩy Giả biết được và nói: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Rồi để tôi coi có những ai có những câu hỏi gì nhá, để tôi xem coi comment. Trời ơi, 246 mấy cái comment thì làm sao mà biết được, để làm sao biết cái nào nó thuộc về cái nào đây trời. Để cha coi cho mở cái iPhone này lên coi có đỡ hơn không. Sống đạo live làm sao mình ok được rồi để tôi coi comment từ trên cái phone này. Bạn Quang Thông hỏi: xin Cha chỉ cho con cách giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người ạ. Xin bạn coi hết cái video này thì hy vọng bạn sẽ tìm ra được một vài cách. Cha ơi, con muốn có được cuốn sách nhưng con ở Hà Nội, con phải làm sao cha ơi? Cha sẽ tìm cách để chuyển ra ngoài Hà Nội nha các bạn ở ngoài Hà Nội. Bạn Bi Nguyễn: con không phải đạo Chúa nhưng con rất thích nghe cha giảng, cảm ơn bạn. Bạn Hoàng Thủy Trần Nguyễn: cha ơi, con muốn xin ít cuốn để về quê, đưa về quê được không cha? Dạ được con, nhưng mà phải từ từ đã nhá, để cha muốn để bán để lấy tiền trước cái đã, để tặng một cuốn cho một cuốn thì mới có để cho con nhá. Ừ. Trần Thanh Đạt: cha ơi, cho chúng con bản mềm cuốn sách đó không cha? Dạ không con, bớt cái thói quen là xài miễn phí đi con. Bạn Khải Albert Einstein hỏi: cho con hỏi, khi linh mục đưa mình thánh lên cao thì mình cúi đầu hay nhìn theo? Dạ có hai lần linh mục đưa lên, tôi xin hỏi bạn, có ba lần là linh mục đưa mình mẫu thánh đi lên, tôi xin hỏi bạn hỏi là lúc nào? Dạ Lê Tiến Tài: sách đã được in ấn, đã in 50.000 cuốn mà cha mà mình order. Bạn Lê Tiến Tài hỏi: sách đã được in ấn và được phát hành chưa thưa cha? Dạ vừa rồi mình về Việt Nam đã in 50.000 cuốn và đã deliver rồi và có phát hành xong rồi. Bạn có thể ghé B2A đường Bửu Long
quyển Mình Nhất Gia Ký để bạn có thể mua và đặt ở đó. Cậu Quyền hỏi: Cha ơi, nếu con đi qua bên nước ngoài nhưng ở bên đó có nhiều nhà thờ đạo Tin Lành, nếu con vẫn đi lễ ở đó thì có sao không cha? Câu hỏi này cho cha biết là con không hiểu gì về đức tin Công giáo. Người Tin Lành làm gì có lễ con? Con biết thánh lễ của mình có hai phần. Thánh lễ của mình có hai phần. Người Tin Lành không có cái đó. Cho nên câu trả lời là không. Hạt bụi vô thường, con trích một câu từ Kinh Thánh ra con hỏi cha thì cha sẽ không có câu trả lời. Hạt bụi vô thường hỏi: Xin cha giải thích giúp câu này. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến để làm phép rửa trong nước. Xin con, khi mà chúng ta làm cái gì chúng ta phải trích đủ mọi, nó đầy đủ ra, đọc nguyên cả đoạn nhá. Đừng có giống như anh Tin Lành đọc có đúng một câu rồi bảo là Chúa nói vậy. Ừ. À, những ai mà gửi địa chỉ cho cha thì khi cha gửi sách thì các bạn sẽ có địa chỉ của cha để gửi tiền lại. À đúng rồi chứ, phải gửi tiền lại và cha phải tốn tiền gửi bưu điện, tiền sách thì các bạn phải gửi lại. À, và hy vọng các bạn ở bên Mỹ thì gửi nhiều một tí xíu ha, để cho các bạn ở Việt Nam thì càng có nhiều tiền thì cha sẽ càng cho nhiều sách đi thôi. Và đó là cái công lao của các bạn, chẳng là công giao gì của tôi hết nhá. Ừ. Những bạn ở nước khác thì xin vui lòng liên lạc các nhà sách để tìm thôi, tôi không có câu trả lời nhé, tôi không biết nhé, cho nên xin các bạn như thế nhé. Ừ. À, thì tôi nghĩ là hầu hết các cuốn sách này có bán ở khắp nơi, nhưng khi các bạn mua ở ngoài thì nó sẽ mắc hơn, là bởi vì họ bán giá ở ngoài, giá bỏ ra đó là 14-15 ngàn, thì giá ngoài các bạn mua nhiều khi phải 18-20 ngàn. À, ở đây 23 ngàn là bạn đã mua được một cuốn và bạn tặng cho một cuốn. Ok, rồi thì đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. À, tôi một lần nữa tôi lên một Martino Nguyễn Bá Thông, thuộc giáo xứ San Boniface, giáo phận Savannah của tiểu bang Georgia. Mong các bạn thích cái video này, chia sẻ với những người trên cái bức tường nhà các bạn để cho danh Chúa được khả sáng, và xin cho mọi sự chúng ta làm đều làm sáng danh Chúa, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. It's good to see you boys. Tình Chúa thì không bến bờ, không có điều kiện. Give me a high five, lady. You are amazing. Chúa thực sự hiện diện trên bàn thờ, trong bí tích thánh thể, ngay tại nơi đây. Chúa thông minh, sáng suốt, vô cùng. Chúa thấu hiểu những gì chúng ta chưa nói hoặc đang suy nghĩ trong lòng. Chúng ta phải trở nên muối cho đời. And this is how much Jesus loves us. He allows you and I to nail him on the cross.